Tôi là Phạm Trần xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Những vấn đề Việt Nam trong tuần này. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi xin thưa chuyện với quý vị về kết quả phiên tòa sự gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở tại thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, cái phiên tòa này đã diễn ra trong vòng 4 ngày và kết thúc đêm vừa rồi giờ khoa thịnh đốn tức là ngày mùng 5 tháng 4 và khoảng 3 giờ sáng giờ khoa thịnh đốn thì đã có kết quả cái phiên tòa này. Thưa quý vị, cái phiên tòa này đã đưa ra một cái bản án rất nặng nề đối với gia đình ông Đoàn Văn Vương Tổng cộng lại có tất cả 15 năm 6 tháng tù đối với bốn người. Đó là ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ. Từ quý vị cũng biết là ngoài ra còn có hai phụ nữ là bà vợ của ông Đoàn Văn Vươn và vợ của ông Đoàn Văn Quý cũng đều bị án tù tổng cộng là 33 tháng tù treo và 66 tháng thử thách có nghĩa là sau đó sẽ bị theo dõi tại địa phương nếu có những cái vi phạm về hình sự thì sẽ bị bắt trở lại và sẽ bị truy tố ra tòa thưa quý vị đây là cái bản án rất nặng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vương quý vị cũng biết là ông Đoàn Văn Vương cùng gia đình ông ấy đã bảo tìm mọi cách để bảo vệ cái tài sản khai khẩn đất đai ở tại huyện Tiên Lãng Hải Phòng năm 2012 chính quyền địa phương đã huy động một lực lượng gần 200 người gồm cả quân đội, công an, có võ trang và có những người không có võ trang cùng đã có điều động cả đến loại chó được gọi là loại chó nghiệp vụ, cứ lập tức là loại chó săn để đi dò mìn hoặc là để tấn công đã đến để bao vây và đã phá hủy căn nhà của ông Đoàn Văn Quý là em ruột của ông Đoàn Văn Vươn ở tại cái khu đất đai này. Vì vậy cho nên đã gây phẫn nộ cho người dân. Sở dĩ tại sao thưa quý vị tại sao có cái cuộc tấn công và chiếm đoạt này là bởi vì theo như chính quyền địa phương thì đã cho ông Đoàn Văn Vươn thuê cái thửa đất đó từ lâu và đã khai thác dự chủ là đến năm 2012 sẽ sẽ hết hạn trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, có những uẩn khúc trong vấn đề cho thuê cũng như là trong sự thỏa hiệp giữa chính quyền địa phương với ông Đoàn Văn Vươn thành ra các thửa đất này vẫn đang đang co ở tại tòa án địa phương. Ông Đoàn Văn Vương đã đi khiếu kiện rất nhiều lần và tìm mọi cách để giữ đất là vì chính quyền địa phương đã vi phạm luật lệ đất đai năm 2003. Ông Đoàn Văn Vương cho rằng là mình có lý, mình hoàn toàn có quyền được tiếp tục thuê mướn. Chính quyền địa phương đã không đồng ý và chính quyền địa phương đã tìm mọi cách để lấy lại đất. Thưa quý vị, cái, cái lý do lấy lại đất nó có cái vấn đề là theo như dự chủ của chính quyền Hải Phòng và huyện Tiên Lãng thì sẽ biến cái khu vực đất đầm nuôi tôm cá của gia đình ông Đoàn Văn Vươn thành một cái sân bay. Và khi mà biến thành một cái sân bay và một khu kỹ nghệ như thế thì sẽ đưa lại rất nhiều quyền lợi về vật chất cho những cái chính quyền địa phương cũng như cho những cái quan chức địa phương. Vấn đề đất đai ở Việt Nam nó có cái vấn đề là khi có những cái sự cho thuê mướn rồi thì chính quyền địa phương lại có quyền lấy lại những cái khu đất đó. Mặc dù những cái khu đất đó người nông dân đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức và tiền của để mà khai thác riêng gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Tất cả mọi tài sản của anh em ông Đoàn Văn Vươn đều đã đổ vào đấy. Ông Đoàn Văn Vươn cùng người em đã đi mướn tiền của người nông dân địa phương cũng như đi vay mượn của nhà băng nợ nần rất nhiều để mà gây dựng cái gây lên sự nghiệp ở tại cái khu đầm nuôi tôm nuôi cá của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Và riêng gia đình ông Đoàn Văn Vươn thì đã có một người con gái theo bố đi ra đồng để mà chăm sóc những cái đầm tôm nuôi cá đó chẳng may bị trượt chân và chết đuối xuống đầm đó là một cái hy sinh về tính mạng riêng đối với gia đình ông Văn Đoàn Văn Vươn. Vì vậy khi mà lực lượng đưa đến người đến cưỡng chế vào cái ngày mùng 5 tháng riêng năm 2012 thì gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã tập trung lại và đã dùng một cái loại được gọi là súng hoa cải tức là một cái loại bắn súng bắn chim để mà phòng ngừa để mà để mà ngăn ngừa cái sự tấn công để mà chiếm cứ cái tài sản của ông ấy. người em của ông ấy là Đoàn Văn Quý cũng đã chế tạo một cái loại bom cho vào bình ga cái loại bom này nếu nổ thì có thể gây thương tích nhưng mà rất may là cái loại bom này đã không nổ và vì vậy cho nên rằng là khi ra tòa thì ông Đoàn Văn Quý và ông Đoàn Văn Vươn đã đều khai báo là họ không có chủ trương giết người vì họ bởi vì họ không có vũ khí giết người và họ không có một cái dự trù kế hoạch gì để mà sát hại bất cứ một người nào đến đó tuy nhiên họ đã tìm mọi cách như là một cái sự ngăn ngừa đến tấn công và ông Đoàn Văn Vương đã nói với cái chính quyền địa phương trước khi chính quyền địa phương đưa quân và đưa cảnh sát đến để mà bao vây lấn chiếm cũng như là chiếm cứ cái tài sản của ông ấy ông đã nói là nếu quý vị cứ tiếp tục làm thì chúng tôi phải chống cự lại là bởi vì cái này là vi pháp luật chính quyền địa phương đã không có đồng ý và chính quyền địa phương đã cậy quên cái thế đưa lực lượng mà lần đầu tiên trong cái lịch sử của quân đội cộng sản việt nam quân đội cộng sản việt nam đã được sử dụng để đi tấn công người nông dân đấy là một cái sự sai trái rất nghiêm trọng và một trong những người lên tiếng chỉ trích cái vấn đề này không ai khác hơn là ông đại tướng nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh đã chỉ trích cái vấn đề chính quyền Hải Phòng đã sử dụng cả quân đội để đến tấn công gia đình ông Đoàn Văn Vươn và ông gia đình ông Đoàn Văn Quý. Đấy là câu chuyện bắt đầu nó như thế mà thưa quý vị, về cái chi tiết cái vụ án thì thưa quý vị, cái vụ án này đã được xét xử trong 4 ngày. Và trước tòa án thì các bị cáo của gia đình ông Đoàn Văn Vương đều phủ nhận tất cả những cáo buộc của bên phía bên chính quyền một người một số người trong số này đã tố cáo là họ họ đã bị ép cung mớm cung và đã bị ép buộc ký vào những cái tờ giấy trắng để cho các viên chức điều tra tự ý viết tội phạm và để truy tố những người này ra trước tòa án đấy là cái vấn đề mà họ đã tố cáo ngay tại trước tòa án và tòa án một cái điều rất ngạc nhiên là đã không ngừng phiên tòa để mà kêu tất cả những cái viên chức và phụ trách vấn đề điều tra để ra đối chất với các bị cáo. Đấy là một cái sự sai trái về vấn đề pháp luật đối với bất cứ một cái tòa án nào, kể cả tòa án bên Việt Nam. Đấy là một cái điều rất đặc biệt ở tại cái phiên tòa xử ở tại Hải Phòng. Ngoài ra thưa quý vị, phiên tòa được nói là sự công khai nhưng mà người dân không được phép vào tham dự. Và riêng gia đình ông Đoàn Văn Vương thì chỉ có mẹ ông và chị ruột của ông được vào. Ngoài ra không có bất cứ một người nào được tham dự phiên tòa. Phiên tòa này có tới 3 phần tư là nhân viên của nhà nước và công an đã ngồi dây đặc trong cái căn phòng đó. Người dân không có bất cứ một người nào cả. Vậy mà thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng cái phiên tòa diễn ra rất là dân chủ và công bằng. Đó là cái lập luận của nhà nước. Và sáng ngày hôm nay tại Việt Nam, một số lớn những nhà bình luận của các nhà truyền thông xã hội, tức là các nhà báo tự do đã lên tiếng chỉ trích phiên tòa do rằng là phiên tòa này đã gây ra một cái tiền lệ rất là nguy hiểm là nhà nước chống lại nông dân và đã không có công bằng, không có luật pháp đã dùng những cái luật rừng để mà áp dụng đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Thưa quý vị, trong cái phiên tòa này thì ông Đoàn Văn Vươn đã bị xử là 5 năm tù và ông Đoàn Văn Quý cũng như ông Đoàn Văn Sịnh, ông Đoàn Văn Vệ cũng đều có những bị phạt tù và tổng công lại như tôi nói hồi đầu là tất cả 15 năm 6 tháng đối với các bị can đó. Và như cái trường hợp của hai bà vợ thì như tôi nói hồi đầu là đã có 33 tháng tù treo và 66 tháng thử thách. Đấy là cái kết quả của cái phiên tòa này. Thưa quý vị, cái phiên tòa này đã diễn ra đã bất chấp những cái dư luận, bất chấp những cái lời yêu cầu của bà mẹ của ông Đoàn Văn Vương Thưa quý vị, cái bà mẹ của ông Đoàn Văn Vươn trước khi xảy ra phiên tòa đã gửi một cái văn thư cho nhà nước và cho tất cả mọi người ở Việt Nam. Bà cụ nói rằng, việc đưa các con cháu tôi ra tòa xét xử về tội giết người và chống người thi hành công vụ là việc làm vô đạo đức, vô lương tâm và hoàn toàn đi ngược lại hiến pháp và pháp luật hiện hành. Việc này nhằm thực hiện âm mưu hợp pháp hóa các tội ác mà những người trong hệ thống công quyền tiên lãng Hải Phòng đã gây ra ký tên cụ bà Trần Thị Mạt. Thưa quý vị, đấy là cái lời của bà mẹ của các bị cáo trong cái vụ án này. Thưa quý vị, ngoài ra, nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Địa phận Vinh là Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình đã hợp cùng với Đức Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên của Giám mục Hải Phòng đưa ra một cái lời tuyên bố trước khi tòa án được diễn ra ở tại hải phòng, các ngài đã tuyên bố rằng việc cưỡng chế của chính quyền huyện tiên lãng là hành vi phạm pháp luật, nên tự bản chất nó không còn là thi hành công vụ. Việc chuẩn bị của anh em đoàn văn vươn trong việc cài chất nổ đơn giản quanh vườn là việc sử dụng súng hoa cải là một hành động tự vệ chính đáng, vì thế họ phải được trả tự do và được bồi thường thiệt hại thỏa đáng. Thưa quý vị, đấy là những cái lời tuyên bố của Đức cha Nguyễn Thái Hợp. Thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình và tôi xin tiếp tục phần 2 của chương trình.